Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Cây phết của nhà mình nè, cây sung Mỹ, trái bây giờ nhiều lắm. Cây nữa nè nha. Đây nữa. Mỗi một chỗ là mình thấy có khoảng 2-3 trái. Nhiều dễ sợ luôn á. Mà mình không biết là khi nào sẽ thu hoạch được nữa. Trái này to rồi nè. Wow, chỗ này 4 trái luôn. Chỗ này cũng 4 trái luôn nè. Chỗ này mình thấy có 1 trái à. Dưới đây cũng một trái. Kế bên đây á là cái cây rau dền. Mà rau dền á là mình không có trồng, mà tự cái hạt nó tự bay, nó tự lớn á. Mà bây giờ cái gốc nè, bữa hổm là mình đã cắt nhiều lắm rồi, mình cắt rồi mà vẫn cứ lên nè. Nó nằm kế cây sung luôn, mình đâu có trồng đâu. Mình thấy nó lên tùm quá, sợ là cây sung lớn không được, cho nên là mình cắt hết rồi nha. Mà bây giờ lại ra nữa nè, đó, quá chừng luôn, đằng đó nè, đây nè, cỏ tùm lum hết á, chưa có dọn dẹp gì nè. Bữa hôm nay mình cắt ở dưới này nhiều lắm rồi, các bạn thấy cái dấu cắt của mình nè. Cỏ dại, cỏ hoang á. Rau dền cũng rau dền dại luôn quá, chứ mình đâu có trồng. Củi xả kế bên à. Tùm quá chừng luôn. Nhà mình trồng xả đằng sau nhà rất tiện các bạn. Mỗi lần mà nấu bún bò hay gì á, cái chạy ra nhổ vài cây xả vào nấu bún bò đi. Trồng có một xíu thôi nha, mà nó tùm thành một bụi to như vậy nè. Cây chanh nhà mình nè, cây chanh này là cây chanh lemon đó các bạn, cho nên các bạn thấy hình dáng của trái lemon nè đó. À, nó có nhú nhú hai cái đầu hai bên đó, nhiều lắm. Cây chanh nhà mình nhiều trái lắm. Nhà mình chanh nó là thôi bao la luôn, chanh vỏ xanh, chanh vỏ vàng gì cũng bao la hết á. Bây giờ nó màu xanh như vậy nè thì mình khó thấy. Khi mà trái chuyển sang màu vàng to rồi á, thành màu vàng á, thì lúc đó dễ thấy, thấy sẽ rất là nhiều. Quá chừng chanh luôn. Thank you.
Nhiều quá trời nhiều luôn. Wow, các bạn thấy nhà đây mà. Đây. Còn đây. À, trên này. Trên đó. Đây, 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 đây. Nhiều lắm quá trời luôn. Nhiều trái thì thấy thích lắm. Gì nhìn không biết nữa mà mình thấy đẹp quá, hoa bí, hoa mướp, hoa bầu, mình nhìn thấy tựa tựa nhau không à. Đây nữa nè, dễ thương quá. Một trái bí bé xíu xìu xìu, thấy gai xù xì quá chừng luôn. Vậy là hoa này hoa bí rồi. À, ở đây một trái nữa nè, cũng bé xíu xìu xìu luôn mà mình thấy xù xì gai góc quá chừng luôn. Cây ổi đằng sau nhà mình nè các bạn, nhiều trái lắm. Bây giờ trái mình thấy được hình dáng của một trái rõ ràng rồi, cho nên nó là dễ thấy hơn. Wow, wow, trái này ở đây nè, to rồi nè. Khi nào nó chín thì cái vỏ nó căng bóng ra, còn bây giờ là vẫn còn sần sùi. Đây nhà, ở đây nè, đây nha, đó, trên này nha, dưới này nè, bên này nè. Cái ổi với cái lá ổi nhìn như nhau luôn ha. Mình thấy trái nhiều quá chừng luôn. Thấy trái nhiều thì thích quá chừng luôn á. Wow, chỗ này quá chừng hoa luôn nè. Mà những bông hoa này á, là nó cúp lại rồi. Hoa màu trắng 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Rồi nụ bên đây, bên đây, ở đây, quá chừng luôn, nguyên chỗ này quá chừng luôn. Ui trên này nữa, cây lựu của nhà mình nè các bạn, bây giờ cây cao như vậy rồi nè. Bên này nữa nè,
có một trái này nhỏ xíu, nhìn dễ thương quá. Rồi ba cái hoa ở trong kia đó là kết thành trái rồi. Các bạn thấy hình cái trái rồi đúng không? Rồi đây nữa nè. Đó, dễ thương ghê không? Cánh hoa còn sót lại ở đây nè. Đó, cánh hoa lựu còn sót lại nè. Đây là những cái nụ chưa nở thành hoa ha. À đây nè, đó. Đây là hoa lựu mà đã kết thành trái rồi nè. À, mình mới làm rớt một cánh hoa đó. Đó, kết thành cái trái. Các bạn nhìn thấy hình dáng của cái trái rồi ha. Ở dưới đây nè, là những cánh hoa còn đó. Dễ thương quá à. À, đây nữa nè. Đó. Đây nữa nè. Còn trái này nữa nè. Ôi nhiều lắm, nhiều quá. Ai da. Nhiều quá. Ở đây nữa, một cái hoa này nè. Là mới kết thành trái thôi, cho nên những cánh hoa này là còn chưa có héo lắm ha. Rồi trong này nữa nè. Rồi đây nữa nè, đây là cái hoa mình chưa biết là có kết thành trái không. Để mình xem dưới này nha. Wow. Đây nữa nè. Rồi ở trong kia nữa kìa. Đó, ở trong đó đó, các bạn thấy trái nằm ở trong đó không? Rồi đây nữa nè ha. Đây nữa nè ha. Rồi, đâu rồi mình thấy đâu, tới nè. Đó, các bạn thấy cái trái. Đó. Đó. Trái nữa nè ha. Bắt đầu xem bên này nha. Đây nè ha. Trái này mới kết nè. Trái này cũng mới kết nè. Trái này thì có hình dáng của trái rồi nè, nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh rồi ha. Wow, ở trong này nữa nè. Nhiều quá à. Nhiều lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nha. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.